anh em có thấy gì đấy không? Đây là con Sony WF-1000XM4 và đây là bài Hand-On của nó. Đây, đầu tiên thì điểm qua về phụ kiện đi. Chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái tờ giấy ghi toàn bộ thông tin của nó. Đó, các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều thông tin. Industry Listing Noise Cancelling này, 8 hours cộng 16 hours, tức là chúng ta sẽ tổng cộng khoảng 24 giờ sử dụng. Thì cái này mình sẽ đo sau ở bài đánh giá chi tiết. Đó, ở đây cái hộp nhựa đầu tiên mình sẽ nói về cái hộp nhựa nha. Theo như nhà Sony nói thì đây là chiếc hộp nhựa được làm từ tái chế. Và chúng ta sẽ ủng hộ môi trường hơn khi chúng ta mua chiếc tai nghe này. À, tức là mình rất yêu môi trường, mọi người cũng yêu môi trường. Và nhà Sony nghĩ là nếu như mà nhà Sony làm như thế này thì chúng có thể giống kiểu là họ được nhiều sự yêu thích hơn từ mọi người, hoặc là được nhiều sự yêu thích hơn từ mình, hoặc chỉ đơn giản là họ làm như thế này tại vì họ thích thôi. Thì đầu tiên, cái hộp này được làm từ nhựa tái chế nha mọi người. Nếu như chúng ta coi cái hộp này á, thì chúng ta sẽ để ý nó không hề có bất kỳ một vật liệu nào bằng cao su hay bất kỳ một cái nút nào cả. Thì nếu như các bạn để ý này, đó, nó sẽ xảy ra một cái trường hợp hơi khó chịu một chút là nếu như mà chúng ta thích những cái hộp như thế này hay có thói quen giữ lại hộp, ví dụ như mình là một người rất là hay giữ lại các box, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó khó đóng nắp vào, tại vì các bạn chỉ có thể ướp chừng thôi, đó, các bạn chỉ có thể ướp kiểu này thôi chứ nó không có khả năng đóng lại, để cái này chắc chắn rớt. Ngoài ra thì ở trong này chúng ta sẽ có một đống sách hướng dẫn sử dụng, đó, các bạn có thể thấy ở đây là cái gì đây. À, đây là rest code, mình sẽ không thể đưa cho các bạn coi được. Đây sẽ là các cái hướng dẫn sử dụng rất là dài, rất là nhiều chữ mà chắc chắn là mình cũng chả đọc đâu. Ở đây thì chúng ta có một cái, à đây, ở đây chúng ta sẽ có một sợi dây sạc. Và với mình thì tất nhiên dây sạc Sony luôn xịn, dây sạc Type-C. Đây, chúng ta có một cái đầu sạc Type-C ở đây. Chúng ta sẽ có một cái bộ nút tai nghe ở đây. Hơi tiếc một chút là năm nay nhà Sony của chúng ta chỉ cho chúng ta có 3 nấc tai nghe thôi, không như cái bản option trước của 1000XM3 là chúng ta có tận 6 nấc tai nghe lận. Tiếp theo mình sẽ nói về phần thiết kế. Khi mà các bạn nhìn qua này, đây, nếu như các bạn nhìn về thiết kế, mình nghĩ có lẽ là chúng ta sẽ nhận được một điều là con này nhỏ gọn và nhìn khá là đáng yêu, nhìn dễ chịu hơn con 1000XM3 khá là nhiều khi mà nó đã được tinh giản đâu đó khoảng cỡ một nửa rồi. Thì khi cái này nhét túi này, nhét ba lô, nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta cầm qua 1000XM3 thì chúng ta cầm đút vào các cái túi, đút vào các cái ba lô, nó sẽ cộm lên một cục như kiểu chúng ta có thêm một cái điện thoại nữa vậy. Ngoài ra nó vẫn sẽ giữ nguyên cái thiết kế về màu sắc, đó là màu đen. Ngoài ra còn một cái option màu trắng nữa thì mình không có ở đây. Thì cái này vẫn là nhựa nhám và vẫn là làm nhám và vẫn là màu đen, màu đồng thôi. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, hoặc là ở đây chúng ta có thể thấy ở đây nó đang hiện một cái đèn này. Cái đèn này thông báo về việc sạc pin, ở đây mình có màu xanh, tức là mình đã sạc đầy rồi. Tiếp theo mình sẽ nói về phần housings. Thì các bạn có thể thấy là khi mà cầm con này lên là chúng ta có thể thấy nó hoàn toàn khác so với con 1000XM3 luôn. Khi mà con 1000XM3 là kiểu con nhộng và nó khá là dài khi mà chúng ta đeo lên tai á. Thì đây là phần left, à, mình sẽ đeo bên trái. Thì nó sẽ lòi ra một cái cục ở bên ngoài và nó dài hơn. Cảm giác khi đeo con kia nó sẽ dễ rớt hơn con này. Cái kiểu housing này nó sẽ rất là bám tai. Cái kiểu housing kiểu con nhộng và nó có một cái phần ở khu vực bên này các bạn có thể thấy. Khi mà các bạn đeo vào thì nó sẽ ôm tai các bạn hơn. Thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng rơi rớt. Và mình cảm giác thích cái phần housing của con này hơn khá là nhiều so với cái con 1000XM3. Tại vì nếu như ai đã từng sử dụng con 1000XM3 thì chúng ta có thể cảm giác là nó hơi dễ bị rớt. Ngoài ra thì cái phần cảm ứng nó sẽ được làm ở bên ngoài. Tất nhiên là chúng ta sẽ đụng vào đây một con tai nghe lớn như thế này và một con tai nghe đắt như thế này mà không có phần cảm ứng thì nó cũng hơi kỳ. Đó. Đụng vào chúng ta sẽ nghe thấy đó là tít, tít. Đó, mỗi cái phần chúng ta bấm nó sẽ có một cái tác động riêng. Giữ ở đây. À, hai cái là nó sẽ kích hoạt phần chống ồn và tắt phần chống ồn. Có lẽ là cái này mình sẽ phải làm chi tiết hơn sau. Với thông tin của hãng cung cấp thì chúng ta sẽ có một con chip là chip V1 cũng như là cái driver là 6mm. Thì cái này mình sẽ phải test kỹ hơn vào cái bài đánh giá chi tiết. Tại vì chắc chắn chúng ta đều biết là với bản 1000XM3 thì nhà Sony đã đặt lên một cái quy chuẩn hoàn toàn mới về chống ồn cho bất kỳ hãng nào. Họ trở thành ông vua luôn khi mà các hãng như kiểu AirPods này, Bose này hay là
các hãng đối thủ thì đều phải lấy cái chống ồn của Sony ra làm quy chuẩn, thì đây là một cái chúng ta sẽ rất cần quan tâm và rất cần được đánh giá chi tiết và kỹ hơn ở cái con chip V1 và cái driver 6 nanomet này, tại vì cái này là một trong những cái tính năng quan trọng nhất trên con Sony này. Mang con chip V1 từ con WH-1000XM4 xuống thì tất nhiên chúng ta sẽ có được cái tính năng là Speak to Chat, và cái tính năng này cực kỳ xịn sò. Không những với cái việc là nó có một con chip ngon đúng không, nó sẽ đáp ứng được cái việc là chúng ta có thể sử dụng một bên độc lập. Và mặc dù cái tính năng này thực sự thì nó cũng không quá đặc biệt, nhưng mà cái tính năng Speak to Chat này cực kỳ hay, tại vì mình rất là thích cái tính năng này. Nó rất là ổn ở cái việc là khi mà các bạn đang nói chuyện bằng cái tai nghe, nó sẽ tự động ngưng lại cái nhạc khi mà chúng ta nói chuyện. Và cái này rất là hiệu quả, mình đang sử dụng luôn và mình cảm giác được cái tính năng đấy rất là rõ. Chỉ cần mình ngưng nói thôi là cái phần trọng ổn nó sẽ bật lên và mình sẽ cảm giác được rõ là mình không còn nghe các cái tiếng của môi trường nữa. Nó rất là tiện lợi luôn, tại vì cái việc mà chúng ta đeo những cái con tai nghe nhỏ gọn như thế này mà cứ phải gỡ ra gỡ vô nó rất là phiền, và nó rất là dễ rớt cho những cái việc này. Nó hạn chế được cái việc rớt này, hạn chế được cái việc chúng ta phải gỡ ra gỡ vô nhiều này, nó rất là đỡ mệt luôn á. Cho nên mình rất là thích cái tính năng này. Với việc có một cặp mic ở mỗi bên tai nghe luôn nha, tức là mỗi bên được trang bị một cặp mic luôn, thì chúng ta có thể thu được cái âm nó rõ hơn. Nó sẽ thu được cái âm từ xương của chúng ta luôn, từ nhà Sony đã quảng cáo. Thì nếu như các bạn muốn nghe những cái tiếng kiểu đấy thì mình sẽ làm ở bài đánh giá chi tiết luôn. Và tất nhiên con chip V1 này có rất nhiều tính năng xịn sò, một cũng phải làm đánh giá chi tiết thì mới nói được chứ không. Nói ở đây thì quá nhiều. Nói về cái phần cuối cùng đi, mình sẽ nói về cái phần có lẽ là một trong những phần đặc biệt nhất, đó là fit tai của chúng ta được làm bằng công nghệ mới. Nó gọi là công nghệ bọt biển, đọc nôm na đâu đó sẽ gọi là Fourier. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tai nghe này này, mình bóp vào cái tai nghe này thì nó sẽ méo và nó sẽ mềm ra dần đều. Cái công nghệ này nó sẽ có cái tác dụng là khi mà chúng ta đeo cái tai nghe này lên thì nó sẽ tự động fit cái tai của chúng ta, và nó sẽ fit đến khi nào mà nó cảm giác nó phù hợp nhất, nó sẽ tạo nên một cái trải nghiệm cực kỳ tốt về việc chống ồn luôn. Khi mà đeo vào mình cũng cảm nhận rõ được cái điều này. Nhưng mà cái này mình đã nghe rất nhiều người complain về cái vấn đề là khi mà chúng ta đeo lâu á thì chúng ta sẽ bị đau tai. Thì cái này thì mình sẽ check lại, tại vì có khá là nhiều người có cái size tai nghe trung bình và nhỏ gặp vấn đề với chiếc tai nghe này. Thì cái này mình sẽ check lại nha, check lại sau với cái bài đánh giá chi tiết. Tại vì cái công nghệ này là một trong những cái công nghệ rất là xịn, mình rất là thích cái việc này. Giống như cái kiểu các bạn có thể coi này, các bạn cầm vào này, đó, các bạn cầm vào nó rất là đá, nó sẽ tự động méo lại, nó sẽ tự động móp lại theo cái size của chúng ta. Và nó không như các sản phẩm cao su thông thường, nó chỉ đơn giản là nó trượt ra hoặc là nó căng lại thôi. Thì cái này nó sẽ giữ nguyên đấy và nó sẽ fit ra dần đều, nó giúp cho nó phù hợp với cái size tai của chúng ta hơn. Ok, phần thiết kế chúng ta sẽ thấy ngoài việc nó nhỏ gọn ra thì mình cực kỳ thích cái phần này, đó là cái phần bản lề của nó. Bản lề rất gọn gàng, chúng ta có thể cảm giác được rất rõ là đấy, mở ra rất khỏe, nắc tay gái nó tự động đóng lại và nó rất là trơn và trượt luôn, nó rất là mượt, nó không hề xảy ra một chút flex nào, không hề xảy ra một tí cái hiện tượng nào gọi là nó sẽ bị gọi là thế nào giảm đi giá thành hoặc là nó hơi có hiện tượng lỏng lẻo gì cả. Rất trơn mượt và trượt, rất thích luôn. Cái phần nam châm khỏi nói luôn, cái phần này mình có lẽ là mình nghĩ là nó còn hơi mạnh hơn bình thường một chút, tại vì chỉ cần các bạn có tác động nhẹ vào thôi là nó sẽ tự động đóng lại rồi. Đó, phần nam châm con tai nghe thì hút, để mình cho các bạn nghe rõ này, nó hút cái cặp luôn đó, tạch cái là vào luôn, tức là cái phần nam châm này cực kỳ xịn. Chúng ta có thể để với cái khoảng cách khoảng cỡ khá là xa mà nó đã tự động hút vào được rồi này. Đó, thì cái này xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi. Thực sự mình rất thích cái thiết kế của này, tại vì cái này chứng tỏ là con này rất là đắt và chỉ những sản phẩm phân khúc cao cấp mới có được cái trải nghiệm tốt như thế này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ thử kết nối thử với nó nha. Thì mình đang có cái điện thoại ở đây. Đây, thì để kết nối con Sony 1000XM4 này thì thông thường với những chiếc tai nghe Bluetooth thông thường chúng ta sẽ bật phần Bluetooth lên đúng không? Cho nó vào phần kết nối đúng không? Để thông thường thôi. Đó, con này là 1000XM4 thì chúng ta chỉ cần tháo cái tai nghe ra, cầm trên tay vào app của chúng ta và để nó bên cạnh, hiểu không? Để nó bên cạnh thôi. Để nó bên cạnh cái điện thoại của chúng ta và chờ một chút. Đó, nó sẽ xuất hiện cái logo là WF1000XM4 ở đây. Kết nối. Đó, kết nối liền, nhìn như iPhone luôn. Thiết lập. Đó, chúng ta sẽ phải chờ nó cài đặt một số thứ cơ bản và đơn giản ở trên chiếc tai nghe của chúng ta. Xong. Đây, mình sẽ tiếp theo về phần chất âm thì mình sẽ đeo lên tai để mình check cho anh em luôn. Đầu tiên ấy, khi mà các bạn mới đeo lên thì nó sẽ thông báo cho các bạn là cái
tai nghe của các bạn có full pin hay không, ở chất lượng pin còn được bao nhiêu, và nó sẽ tự động kích hoạt cái tính năng chống ồn lên. Nhưng mà nếu như các bạn chỉ cần nói thôi là cái tính năng chống ồn nó sẽ tự động ngắt lại này. Giờ mình ngăn lại một cái là nó sẽ bật tính năng chống ồn lên. Đó, nó bật rồi. Thì mình đã nghe rất nhiều về tính năng chống ồn này, thì để mình nghe thử coi, mình nghe nhạc thử. Ôi, phần âm thật sự rất là chân thực. Mà chỉ cần mình mở mồm ra mình nói thôi là cái nhạc nó sẽ tự động được pause lại để cho các bạn nghe cái âm thanh bên ngoài. Đánh giá nhanh về nó thì trước tiên là mình cảm giác được cái phần bass nó khá là sâu, nó thật sự rất là sâu luôn. Cái tiếng của các nhạc cụ nghe nó rõ ràng này, cái phần guitar nó nghe rất là rõ ràng. Cái phần mid cũng khá là sáng, mình khá là bất ngờ tại vì thường thì nhạc Sony không làm cái phần mid và cái phần chép nó sáng lắm. Thì cái giải âm của con 1000XM4 này mình nghe mình cảm giác nó hơi đâu đó, có cảm giác khá là thoải mái. Bây giờ mình sẽ thử một cái bài nhạc nó có tiết tấu cao hơn và cái phần bass mạnh hơn để thử xem là cái chất âm của nó ở bên cái phần những cái bài có chất bass cao thì nó sẽ như thế nào. À, đây là bài Diamond của Lil Wayne nha. Bài này cực hay, anh em nên nghe thử. Thông cảm, con này chống ồn hơi tốt. Đó thì các bạn có thể thấy là thực sự là cái lúc mình đeo vào á, gần như mình không thể nghe được âm thanh ở bên ngoài luôn. Trừ khi mình nói để cho nó bật cái tính năng có thể nghe được, nghe xuyên âm ấy, cái tính năng speak to chat ấy. Còn không là mình không biết người ta nói gì luôn, bạn mình nói là mình chịu chết luôn. Với những bài nhạc có tiết tấu cao á, thì chúng ta có thể nghe được là cái phần bass của con này nó rất là gãy gọn, nó rất là tròn luôn. Cái phần bass nó không hề bị có hiện tượng bị rè hay là cái hiện tượng nó bị lê âm theo á, nó bị chạy âm theo. Cái phần bass con này cực kỳ gọn và cực kỳ sạch. Nếu như các bạn muốn nghe một cái phần bass nó sạch hơn nữa thì chỉ cần nghe cái bài bâng khuâng của Justity thôi. Sẽ có hai phần nha. Nếu như mà một cái tai nghe thông thường á, cái phần bass của bài bâng khuâng nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó rất là cụt và nó rất là ngắn, thậm chí là không có phần bass thôi. Nhưng nếu như với những cái tai nghe ngon á, thì như cái bài Diamond này hoặc là bài bầm khuần, nó sẽ có cái phần bass đập rất là gãy gọn, nghe rất là đã và nó rất là tròn. Thì cái phần bass của con này tất nhiên rồi, của nhà Sony bass luôn luôn hay. Nhưng mà cái bất ngờ ở đây là mình cảm giác được cái phần mid và cái phần mid và cái phần treble của nó sáng hơn mình nghĩ. Tại vì thông thường thì những cái phần này nhà Sony không chỉ chu bằng phần bass, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cảm giác được là nó nghe nó khá là sáng hơn so với bình thường. Đó thì đó là cái đánh giá nhanh của mình ở trên chiếc tai nghe này. Thì nếu như mà nó sẽ có, mình nghĩ là đây là bài hand-on thôi, cho nên là nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Và mình sẽ cố gắng làm một bài đánh giá chi tiết càng nhanh càng tốt, tại vì thực sự con này rất hay và rất là đáng mua, và chắc chắn là nhiều anh em sẽ có nhu cầu về chiếc tai nghe này. Thì nếu như mà sau cái video này mình sẽ cố gắng lên, chắc đâu đó tuần sau thì nếu như mình lên thì anh em nhớ ủng hộ nhé. Và thật sự mới hand-on thôi mà mình đã cảm thấy cực kỳ ấn tượng rồi, mình sẽ không biết là bài đánh giá chi tiết mình sẽ cần phải nói những cái gì nữa. Ok, peace.